Rồi, xin chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì lại là một video giới thiệu điện thoại đó mọi người. Thì như lịch trình hàng tuần thôi, thì thứ tư, thứ sáu, chủ nhật em sẽ lên video nha mọi người. Thì kênh của em là chuyên mua bán trao đổi điện thoại nha. Nếu mọi người có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn hoặc cần trao đổi máy, mình có thể gọi trực tiếp thông qua số điện thoại này giúp anh em ha, 0767347340. Nếu mọi người ngại gọi điện thoại, mình có thể nhắn tin Zalo. Zalo thì em sẽ trả lời chậm hơn xíu, mọi người thông cảm nha. Thì đây là kênh YouTube của em. Đó, mọi người xem video nè, video nào cũng được. Nó sẽ có phần mô tả video dưới đây đầy đủ thông tin bên em ha mọi người. Thì bên em có bán trực tiếp tại cửa hàng và có ship hàng toàn quốc nha. Thì nếu mà bán tại cửa hàng thì dễ rồi, mọi người tới nơi kiểm tra test máy ok thanh toán tiền thôi. Còn ship hàng toàn quốc thì mọi người đặt cọc trước giúp em từ 100 tới 200 ngàn, tiền cọc sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy và giá máy em báo ra đã bao ship cho mọi người rồi ha. Mọi người không cần thanh toán phí ship nữa ha mọi người. Thì mọi người có thể đặt cọc bằng thẻ cào điện thoại, chuyển khoản ngân hàng hoặc là chuyển khoản Momo nha. Rồi vô luôn, không có nói nhiều ha. Số điện thoại em để trên video lúc nào cũng có trên đây nha mọi người. Coi video là sẽ thấy số điện thoại thôi, gọi trực tiếp cho dễ. Con này là máy Itel, máy này là thương hiệu Việt Nam nhưng mà lắp ráp tại Trung Quốc. Thì có sao báo vậy thôi nha. Con này là Itel A32F. Đó. RAM 1GB, bộ nhớ 8GB, pin 2000, camera sau 5 chấm, camera trước cua bắp. Nói chung là máy này máy giá rẻ nha mọi người, rẻ bèo. Con này em bán cho quý vị giá là 199k. Thì con này là vẫn là bao ship nhưng với điều kiện là mọi người mua kèm máy khác nha. Còn con này nếu mà mọi người mua không máy này thì mọi người vui lòng chuyển đủ tiền đi, tại vì có 100 mấy ngàn à, gửi đi nó mất công lắm mọi người. RAM 1 bộ nhớ 8GB thôi, mua về cho con em xem YouTube bình thường. Camera trước sau có vân tay luôn nha quý vị, 199k có vân tay luôn, camera ok luôn á, bán cho quý vị rẻ luôn. Con này mua 2 sỉ bán lại 199k, con này bán xong lỗ 1k. Con này em bán kèm máy khác nha, còn máy không này anh chị tới cửa hàng mua cho dễ. Đó, đó. La liếc ok, cũng 2 sim luôn, nhưng mà con này là mọi người phải tháo nắp lưng gắn sim nha. Con này không có thiết kế nguyên khối nha quý vị, tháo cái nắp lưng, tháo nguyên cái lưng ra luôn á. Đâu rồi, nó có cái gờ đây nè, có sao báo vậy nha, có cái gờ đây nè mọi người. Đó, tháo ra có nắp lưng như đây. Đó, lắp sim thẻ nhớ luôn, RAM 1 bộ nhớ 8GB thôi, mua về cho con em xem YouTube hoặc là xài chữa cháy nghe gọi nha. Giá này em bán là thua cái máy nghe gọi rồi, nên mọi người đừng có hỏi là chơi game hay là gì được không nha, em không biết. Em bán giá 199k, báo bán kèm máy khác. Rồi tiếp theo, con này là Realme C2, máy nguyên zin, men màng vỏ zin, ngoại hình cỡ 96%, vẫn còn đẹp, bốn góc không cứng mớp. Lưng nó hơi phẩy nha mọi người, nói chung ta cũng xài ốp lưng, lưng nó hơi phải phẩy xíu. Mặt trước kính đẹp, đã dán cường lực sẵn luôn rồi. Realme C2, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. RAM 2 16, anh coi 9, pin 4000, màn hình 6.1 inch. Màn hình giọt nước. Pin 4000, RAM 2GB 16GB. Con này hiện tại vẫn còn đang bán giá 2 triệu mấy á quý vị. Đây, 2.190.000 bản 2 16 nè, bản 232 mắc nữa, bản 332 mắc nữa. Camera sau 13 chấm, camera trước 5 chấm, máy full chức năng, pin châu, giá rẻ. Con này bán cho quý vị là 690k, bao ship đó, anh chị mua cặp luôn. 690 với lại cái này 200 là chưa tới 900 ngàn, bao ship cho quý vị được hai cái điện thoại. Một cái xài full chức năng, cái kia thì em chưa có test ứng dụng nha mọi người. Tại vì mua về thì lắp sim nghe gọi ok rồi. Tại con này bán giá quật lỗ mà, đâu rảnh đây tôi tải ứng dụng YouTube, Facebook thì đâu chuyên phải tải được đó. Nhưng mà tại vì con này bộ nhớ trong nó có 8GB thôi, nhiều khi mọi người tải Facebook rồi về thì nó hơi chậm chậm xíu. Còn con này thì xài bình thường nè, RAM 2 16GB, 6 xị 9, bao ship toàn quốc, dán cường lực sẵn rồi nha. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Realme C2, pin châu 4000, mấy trăm ngàn thôi, nghe gọi 3-4 ngày bình thường. Rồi tiếp theo J7 Dream máy đẹp, Samsung J7 Dream máy đẹp. Con này em bán là 790k nha mọi người. Men zin, màng zin, vỏ zin. Ngoại hình con này cũng cỡ 97%, màu vàng gold, thiết kế nguyên khối, mặt lưng nhôm. Mặt trước kính, màn hình zin, RAM 3GB, 32GB, pin 3300, màn hình 5.5 inch Full HD, chip Exynos, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, camera sau 13 chấm, camera trước 8 chấm, có vân tay, full chức năng. Này, camera sau 13 chấm, camera trước 8 chấm. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ. Về là lắp sim vô xài thôi. Con này là
G7 và Rim chính hãng Việt Nam, hai sim. G7 và Rim này có sách tay nha quý vị. Sách tay Galaxy On 5, On 7 vậy đó. Gamma và đó. Galaxy On 7 thì hình như gam 216 á, con này là gam 332. Bán cho quý vị giá là 790k, men màng vỏ zin. Màng đẹp, còn đẹp, không chày, dáng cường lực sẵn rồi, bao ship. Thì em bán ra thường thường, em bán ra thì không tặng kèm cường lực, không tặng kèm cáp sạc nha mọi người. Giá em báo sát rồi, bao ship cho quý vị rồi, không có tặng sạc nha. Rồi tiếp theo, con này là Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9A, máy đẹp 98%, men màng vỏ zin, vỏ còn đẹp. Mặt trước kính còn ok. Con này pin 5000, màn hình 6.5 inch lớn, RAM 2GB, 32GB. Chip G25, camera sau 13 chấm, camera trước 5 chấm, màn hình zin, men zin, vỏ đẹp màu xanh xanh ngọc lục bảo. Camera sau 13 chấm. Camera trước 5 chấm, dán cường lực rồi. Giá bao ship thì con em bán những như giá cũ thôi, 900k, bao ship tại Hàn Quốc. Redmi 9A, máy full chức năng, la liếc ok, màn hình lớn 5.5 inch, pin châu 5000. Nói con này thì giá nó chỉ vậy thôi. Giờ bán 1 triệu 2 ai mua, nói thẳng ra là vậy. Bán giá cao quá không ai mua mấy con này rồi, giờ mấy cổ rồi quý vị. Giá 900k, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube cài đặt sẵn hết cho quý vị luôn. Về là quý vị lắp sim vô xài thôi. Pin 5000, màn hình 6.5 inch. Là liếc ok. Xóa cái TikTok em tải lại rồi. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube là dưới đây nha mọi người. Con này thiết kế nguyên khối, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. 6.5 inch. Ok ha. Nặng quá. La liếc là ok á, vô test cái la cho quý vị xem. Giá bán là 900k, bao ship toàn quốc, Redmi 9A, máy còn đẹp. Rồi hôm nay thanh lý mấy cây nè mọi người. V Smart Joy 3, RAM 3GB, 32GB. Hôm nay thanh lý cho quý vị giá là 1.050.000, đã dán BBF 7 màu nguyên một cây luôn. Đó, dán cái này là cái BBF lại mới mọi người, hơi dày tại vì mấy con này em không kiếm được ốp lưng. Đó, cực kỳ đẹp nha mọi người. Men zin, màng zin, vỏ zin, RAM 3GB, 32GB. Pin 5000, chạy chip Snapdragon 632, 3 camera sau 13 chấm, có vân tay. Camera trước của con này là 8 chấm. V Smart Joy 3, Snap 632, máy full chức năng, RAM 3GB, 32GB, màn hình zin, men zin, vỏ zin. Dạ, đã dán BBF keo trong 7 màu titan mọi người, gọi là titan đó. Đó, ok ha, cực kỳ đẹp luôn. Giá bán là 1.050.000, bao ship cho quý vị toàn quốc ha. Đó, 1.050.000. Rồi tiếp theo con này là Samsung Galaxy A20, ngoại hình con này cỡ 97%, mặt lưng sau vẫn còn ok nha quý vị. Đó, viền cỡ 97 thôi, hơi bụi bụi xíu, không chày không cứng nhưng mà nó hơi phải phẩy xíu mọi người, tại người ta xài lâu quá. Nói chung máy này máy cũ mà. A20, RAM 3GB, 32GB, màn hình AMOLED, pin 4000, vân tay, khuôn mặt, camera sau 13 chấm, camera trước của con này là 8 chấm. A20, máy chính hãng Việt Nam, màn hình zin đẹp không ám. Đó, con này bán cho quý vị giá 1.1 triệu. Đây, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube rồi cài sẵn hết. RAM 3GB, 32GB thôi, tại A20 tính ra cũng là thuộc dạng giá rẻ rồi. A50, A70, A70, A30 mới tới A20. Là liếc ok. Thì con này giá đang bán là 1.1 triệu, bao ship toàn quốc, dán cường lực, bao ship. Đó, mấy con nào có ốp lưng thì em báo, còn không có ốp lưng thì em chỉ bán giá mấy chừng thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo là ốp bộ F9 nè, full phụ kiện nè, ốp lưng, dán cường lực, bao ship nè. Ngoại hình con này còn đẹp nè, 97-98% nè. Đó, khung viền ok. Đó, mặt hình trước kính đẹp luôn. Con này là ốp bộ F9,
F9 con này là RAM 4GB, 64GB, pin 3500, camera sau 16.2 chấm, camera trước 25 chấm. Nhận diện vân tay khuôn mặt đầy đủ, màn hình giọt nước. Pin 3500, chip B60, full chức năng, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube tải sẵn, hai SIM thẻ nhớ luôn. Apple full phụ kiện. Đó. Con này đẹp nha, hôm bữa hai con kia thì hơi phải phẩy. Con này đẹp thì cũng bán bằng giá thôi, tại nhập lô mà. Đó. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ Apple F9, một giá một luôn. Đầy đủ ốp lưng, dán cường lực, bao ship thì giá bán là 1.190.000 nha quý vị. Rồi tiếp theo. Xiaomi Redmi Note 7 cũng dán đề canh trong titan này nè. Đó, ok ha. Main zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cỡ 96-97%. Đã dán keo trong titan cho quý vị luôn ha. Keo trong này cực kỳ dày nha quý vị. Nó dày hơn cái miếng dán VBF mặt trước nhiều. Nó chỉ thua cường lực thôi. Tại con này dán cực lắm. Con này dán cái tiền VBF này không cũng 15.000. Con này là Redmi Note 7, main màn vỏ zin, RAM 4GB, 64GB, chạy chip Snapdragon 660, camera sau 48 chấm, nhận diện vân tay khuôn mặt, màn hình giọt nước, camera trước 13 chấm. Con này là màn hình 6.3 inch, màn hình giọt nước luôn, nhận diện vân tay khuôn mặt đầy đủ. Main zin, màn hình zin, cảm ứng ngon lành không loạn liệt. Full chức năng, hai SIM thẻ nhớ luôn nha quý vị. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ. Đây, là rất là ok. Redmi Note 7. Tòa nhà này. Đó, con này em đang bán giá là 1.200.000, đã bao gồm phí ship toàn quốc. Redmi Note 7 không cứng mớp gì hết nha mọi người. Đó, khung viền của nó là khung viền nhựa, mặt lưng sau kính, mặt lưng trước kính. Còn khung viền là khung nhựa nha mọi người, khung nhựa để thu sóng á, chứ nếu mà khung kim loại luôn mà nó không có anten thì nó không thu sóng được. Redmi Note 7 1.200.000. Rồi còn cây cuối cùng V Smart Lite thanh lý luôn nè mọi người. V Smart Lite RAM 4GB, 64GB, main zin, màn hình zin, vân tay trong màn hình, ngoại hình cả 96%, mặt lưng sau đã dán BBF chống chày cho quý vị ha, mặt lưng trước màn hình zin luôn. Mấy con này không có bàn lô đâu quý vị. RAM 4GB, 64GB, chạy chip Snapdragon 675, liên quân PUBG ok, màn hình 6.2 inch, pin 4000, camera sau 48 chấm, camera trước 20 chấm, đầy đủ chức năng, dán cường lực, bao ship luôn. Con này thì không có ốp lưng nha quý vị, ốp lưng kiếm không ra rồi. Đó. Con này thanh lý là 1.300.000, bao ship toàn quốc, chạy chip Snap 675, 1.700.000, 675, nó chỉ thua một số con Snap 835 thôi, còn 675 cũng thua nào, tầm này giá quá rẻ. Rồi tiếp theo, Redmi Note 8 hôm nay em có hai cây, một cây màu đen, một cây màu trắng ngọc trai, hai cây, main màn full, main zin, màn hình zin, ngoại hình cỡ 97-98% nha mọi người. Tặng kèm đầy đủ cho mọi người, ốp lưng, dán cường lực, bao ship. Tại Redmi Note 8 này em có ốp lưng, con nào có ốp lưng thì em báo nha. Redmi Note 8 main zin, màn hình zin sáng đẹp, RAM 4GB, 64GB, phần mềm cập nhật hết trơn rồi. Về mọi người về là lắp sim vô xài thôi. Redmi Note 8 RAM 4GB, 64GB nè, main zin, màn hình zin, pin 4000, camera sau 48 chấm, camera trước cũng 13 chấm. Con này chạy chip Snapdragon 665, màn hình AMOLED, màn hình LCD thôi mọi người. Con này chưa AMOLED đâu, Redmi Note 11 mới có AMOLED, Note 8 màn LCD. Đó, màn hình zin sáng đẹp. Khi hai ông Hoàng, nói. Miền Tây đối đầu nhau vào cái kết. Dạ, cửa hàng đang khá đông. Trong viện. Camera sau 48 chấm. Camera trước 13 chấm. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ, hai cây, cây màu đen, cây màu trắng cũng đầy đủ phụ kiện thôi. Nói chung về mọi người lắp sim vô là xài, không cần phải cài đặt thêm ứng dụng, nếu anh chị muốn chơi game thì tải thêm thôi. Còn ứng dụng này cơ bản mọi người về xem bình thường. Thì giá bán của em là giá là 1.400.000, bao ship toàn quốc, đầy đủ phụ kiện, ốp lưng, dán cường lực. Rồi tiếp theo con này là Samsung A02s màu đen. Ngoại hình cũng cỡ 97-98%. Đó. Mặt lưng sau còn ok nha mọi người, mặt trước kính đẹp luôn. A02s, RAM 4GB, 64GB. 3 camera sau 13 chấm, pin 5000, Snap 450, màn hình 6.5 inch, camera trước 5 chấm, màn hình zin sáng đẹp, không ám, không loạn liệt, máy full chức năng, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ, camera sau 3 cái 13 chấm, la liếc khỏi phải nói, hai SIM thẻ nhớ đầy đủ, A02s máy chính hãng, cổng sạc Type C, sạc có sạc nhanh nhau gì. Đó. Em bán nằm bán mấy chân, đó,
RAM 4GB, 64GB, em bán giá là 1,4 triệu bao ship A02S. Rồi hôm nay có mấy cây, cây này hơi cũng hơi lâu rồi mới có. Con này là Samsung Galaxy C9 Pro, men zin, màn hình zin, vỏ zin. Con này ngoại hình cỡ 95-96% thôi. Màn hình này là đã thay mới trong hãng nha mọi người. Màn hình AMOLED, màn này màn zin của hãng luôn. Đó, khách thay là màn hình hãng luôn, tại đúng ra con này là màn hình của nó là màu trắng, nhưng mà hãng vô hãng thay nó hết màu trắng rồi, nên khách hàng ta thay màu đen xong rồi qua bán. Nhưng mà đảm bảo cho mọi người chắc ra là con này là màn đúng màn zin AMOLED nha mọi người. Đúng là màn hãng luôn nha. Con này cấu hình của nó là RAM 6GB, 64GB, pin 4000. Camera sau của nó là 16 chấm, camera trước cũng 16 chấm luôn. Màn hình lớn 6 inch Full HD Super AMOLED, màn hình đẹp keng. Tại con này màn hình mới thay trong hãng mọi người. Đó. Thì con này không có phụ kiện gì hết á. Tại vì con này kiếm phụ kiện đâu ra cũng không biết luôn. Thì mua rẻ bán rẻ thôi. Tại nếu mà thay được cái màn trắng thì em sẽ mua cao. Còn con này là thay cái màn đen, nó cũng hơi ngộ ngộ xíu, nhưng mà tổng thể không ảnh hưởng nha mọi người. Đó, nhận diện vân tay đầy đủ. Màn hình AMOLED 6 inch. Nói cái màn hình này không ra hãng thay bây giờ nó cũng thay cỡ 1,5 triệu rồi. Con này em đang bán cho quý vị giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc nha. Tình trạng sao có sai quá vậy nha. Con này em chỉ mua màn hình zin thôi nha mọi người. Anh chị nào thay màn hình linh kiện qua em không có mua nha. Màn hình linh kiện qua em mua 500-600 ngàn á. Còn cái này đúng màn zin của hãng, bao chết đem ra hãng. Nếu mà báo màn lô em trả tiền lại tặng máy cho quý vị luôn. Đó. Còn màn lô thì bên em không có chơi nha. Tại màn hình Samsung AMOLED mà màn lô khó lắm mọi người. Nó khó xài lắm, nhiều khi cảm ứng hơi chậm xíu khó. Rồi tiếp theo con này là Oppo A53, máy nguyên zin nè. Ngoại hình cỡ 96-97 rồi. Lưng đó. Tặng kèm đầy đủ cho người ốp lưng, dán cường lực bao ship luôn. A53 RAM 4GB, 64GB. Này con này nè, con này thế giới di động vẫn còn đang bán máy cũ giá 2,520 nè. A53 2020 nè. RAM 4GB, 128GB, màn hình 6.5 inch, màn hình giọt nước nè. Màn hình đục lỗ nè. 3 camera sau 13 chấm, pin 5000 nè. Camera trước của nó là 16 chấm. Có con này được cái tần số quét màn hình 90Hz mọi người. Đó, con này giá rẻ mà có tần số quét 90Hz. Chờ, ok ha. Màn hình là màn hình LCD thôi. Màn hình 6.5 inch. Máy full chức năng, 2 sim. Máy chính hãng Oppo Việt Nam. Tặng kèm ốp lưng, dán cường lực bao ship luôn. Thì con này giá em đang bán là 1,850. A53 2020. Men màng vỏ zin, ngoại hình 96-97%. Tặng ốp lưng, dán cường lực. Về lắp cái ốp lưng vô xài bình thường. Tại nói chung ngoại hình, cái ngoại hình thì đương nhiên máy cũ là mình không tránh khỏi là có chày xước là bình thường mọi người. Chủ yếu là bao full chức năng cho mọi người thôi. Màn hình không? Màn hình vẫn còn đẹp. Về mọi người lắp cái ốp lưng vô đâu ai biết máy xấu máy đẹp đâu. A53 1,850. Tiếp theo con này là Oppo A9 2020. Con này ra cũng hơi lâu rồi, 2020 rồi, được cái cấu hình cao mọi người. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin 5000, màn hình 6.5 inch Full HD, chạy chip 665, 4 camera sau 48 chấm, cam 5 camera trước 16 chấm, pin 5000, men màn zin full chức năng, ngoại hình đẹp lắm, còn đẹp lắm. 98% luôn á, màu xanh thì cũng đầy đủ phụ kiện rồi. Đó, viền gốc là không chạy xước luôn. Thì con này giá em đang bán là 2,1 triệu nha mọi người. Tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người. Về là chỉ có xài thôi, không có cần phải cập nhật thêm gì hết. Còn nếu anh chị kỹ tính á. Nếu anh chị kỹ tính đúng không? Về nhà mình vô cài đặt nè. Cài đặt bổ sung, đặt lại. Mình đặt lại cái máy xong mình cài theo ứng dụng theo ý mình ha. Còn hiện tại bây giờ là phần mềm em cài đặt như đây thôi. Về cho quý vị test hoặc là kiểm tra là ok hết rồi thanh toán tiền. Con này là A9 2020, giá là 2,1 triệu. Máy đẹp, full chức năng, màn hình đẹp không ám. Đó, giá bán là 2,100 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi hôm nay có hai cây thanh lý. Con này là Oppo Reno 5, ngoại hình cả 95%, đã dán BBF keo trong titan mặt lưng. Ok, bao men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cả 95 thôi, dán keo trong titan, nhìn cũng ok hổ gì. Đó, mọi người xài cái ốp lưng trong ra ngoài đường là nắng chói chang luôn. Đó, khi mà có nắng vô nó cực kỳ đẹp luôn mọi người. Được cái màn hình zin đẹp keng, không một vết chày luôn. Để lấy cái miếng lao màn hình lao cho quý vị coi. Màn hình được cái màn hình đẹp, tại mới tháo cường lực ra, nói chung sách xài cũng kỹ. Mà cái lưng sao thì cái lưng nhựa mà mọi người, xài thời gian ốp lưng nó nhâm là bình thường 100% luôn. Trừ khi mới bóc hộp nó mới không nhâm thôi. Đây, mặt màn hình trước đẹp keng, không một vết xước luôn, không một vết xước lông mèo luôn. Con này ngày mai mua cường lực dán vô là tới công chuyện luôn. Reno 5
RAM 8GB 128GB, Snapdragon 720G, camera sau 64 chấm, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, tần số quét 90Hz, camera trước 44 chấm, pin con này là 4.200 đúng không? Con này Reno 5 4.300, pin 4.300, dòng Reno mà pin 4.300 là cũng trâu rồi mọi người, không phải giỡn nha. 64 chấm nè, 44 chấm nè, quá đẹp trai. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ. Thì con này đang bán cho quý vị giá là 2.900.000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán cường lực, bao ship, Reno 5, màn hình zin đẹp keng, không một vết tì, không một vết ám luôn, full chức năng. Đó, Reno 5 2.900.000, đầy đủ phụ kiện, đã dán mặt keo trong titan mặt sau. Đó. Rồi con này thanh lý cửa hàng nữa nè, lâu lắm rồi mới có cây này nè, hôm bữa bán 31, hôm nay mua rẻ được xíu nha mọi người. Oppo A95, máy đẹp keng, nói chung máy đẹp keng á, mặt trước kính đẹp luôn, còn miếng dán màn hình của hãng luôn nè mọi người, con này còn miếng dán màn hình hãng luôn á, nhưng mà em vẫn dán cường lực em tặng nha mọi người, tại vì em giao đi á, nhiều khi sợ bể á, thì em sẽ dán cường lực vô bảo vệ cái máy ha. Con này là Oppo A95, RAM 8 128, camera sau 48 chấm, được cái pin 5000, camera trước 16 chấm, Snapdragon 662, nó full chức năng, vân tay trong màn hình, màn hình đẹp keng, nói chung mấy con này cũng có 98 á, 98 á, anh chị nào dễ tính 99 luôn. Ok, đó full chức năng và liếc luôn nè. A95 nha, thì con này hôm nay bán rẻ hơn xíu. Đó. Con này hôm nay mua được rẻ, tại được chứ em bán 3.1 triệu đó. Con này hôm nay em bán cho quý vị đó, giá là 2.990.000, bao ship toàn quốc, đầy đủ phụ kiện, ốp lưng, dán cường lực, bao ship. Hiện tại bây giờ là có miếng dán màn hình của hãng nha. Ngày mai sẽ gỡ ra dán cường lực vô, có sao báo vậy nha. A95 máy đẹp, giá bán là 2.990.000, bao ship toàn quốc. Rồi, ok, hết máy rồi quý vị ơi. Có gì thứ sáu lên video tiếp nha. Tại nói cũng hơi mỏi miệng rồi. Chứ lại còn máy đâu quay. Thì nếu mà anh chị có nhã hứng mua hàng hoặc là cần tư vấn hoặc cần trao đổi gì, mình có thể gọi trực tiếp giúp em nha. Mình gọi trực tiếp em sẽ phản hồi lẹ hơn, tại mọi người nhắn tin Zalo á, em chạy shipper nhiều khi em trả lời không có kịp, mọi người thông cảm ha. Cứ gọi trực tiếp cho em làm việc cho dễ ha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người ở video sau.